Hôm qua con hỏi bà sư cho con hỏi ngũ trần là gì? Ngũ trần có phải là ngũ dục tài sắc danh thực thùy không? Xin thưa, ngũ trần là đối tượng của các giác quan vật lý. Tức là ngoài trừ cái ý, cái ý thì không có kể ở trong đây thôi. Ngoài ra là sắc, thinh, hương, vị, xúc, tức là hình ảnh nè, âm thanh nè, mùi vị nè, rồi sắc, thinh, hương, mùi và vị, và cái xúc, đó là 5 món, 5 đối tượng của các giác quan vật lý ha.